bị sao đi khám đây em? Này đo nó nhẹ nhàng đơn giản lắm. Trời, tay mềm vậy là anh chỉnh cái kim số 3 thôi. Đấy. Thì nó hiển thị kết quả lượng đường huyết của em là 6.2. Chào bạn, ở trước mặt mình đang là hai cái chiếc máy để đo đường huyết. Một chiếc là một chiếc máy độc lập và ở bên cạnh đặc biệt hơn là một cái chiếc máy rất là nhỏ và sử dụng với loại điện thoại smartphone để có thể đo được cái lượng đường huyết ở trong cơ thể với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Và trong clip này mình sẽ sử dụng thử cho anh em xem nó như thế nào. Đầu tiên chiếc máy ở bên phải đó là một cái chiếc máy độc lập và nó chỉ có kích thước nhỏ gọn như thế này thôi và nó có khả năng là đo và hiển thị đường huyết ở ngay trên đây luôn. Nhưng mà cái mà mình muốn nói tới nó quan trọng hơn chính là cái thiết bị nhỏ như thế này thôi và nó hoạt động như là một cái phụ kiện giúp cái phần mềm ở trong smartphone của chúng ta nó có thể là đọc được cái lượng đường huyết mà đưa vào trong cái chiếc máy này. Để đo được đường huyết á, thì bên cạnh cái phụ kiện này thì chúng ta sẽ cần thêm một số cái dụng cụ khác nữa mà bất cứ cái chiếc máy đo đường huyết nào cũng cần phải có. Đó là một cái kim để lấy máu, một cái ống để mà chúng ta lắp kim vào và chúng ta chích máu ra từ trong cái ngón tay. Một số cái tăm bông sát trùng, đặc biệt là một cái hộp nó chứa cái đầu độc thẻ. Thì cái đầu độc thẻ này nó sẽ được cắm vào trong cái máy này và nó tự động nhận diện luôn. Thì nhà sản xuất Gmet này họ cho mình biết là cái đầu độc này á, nó sẽ được tự động nhận diện cái mã mà không cần phải nhập mã giống như là khá là nhiều những cái chiếc máy khác ở trên thị trường. Để đó thì chúng ta sẽ cài một cái ứng dụng trên điện thoại, nó có tên gọi là Gmet Smart. Và để kết nối cái phụ kiện này vào điện thoại á, thì chúng ta sẽ cắm nó thông qua cái cổng sắt tai nghe 3.5. Nếu mà điện thoại nào không có cái cổng 3.5 á, thì chúng ta cũng có thể sử dụng qua cái đầu chuyển OTG cũng được. Đó, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đo thử cho anh em xem là cái quy trình đo nhớ sẽ như thế nào. Rồi bị sao đi khám đây em? Mẹ đúng không? Mày đưa tay ra. Mày đo nó nhẹ nhàng đơn giản lắm. Trời, tay mềm vậy là anh chỉnh cái kim số 3 thôi. Đấy, thì đầu tiên là sẽ lấy cái này ra. Máy này hiện đại lắm, không phức tạp đâu, đeo điện thoại cũng được. Cắm vào đây. Như là bị kiến cắn vậy thôi. Đây là dụng cụ để chích máu. Đưa vào. Đấy. Rồi, đặt vào đây. Rồi, kim số 3 thôi. Trước khi chích máu thì phải vệ sinh trước. Lấy cái vị trí bên hông của tay này cho nó đỡ đau nhất có thể. Rồi cầm đây lát lẹ lát lẹ. Đấy. Đấy, nhẹ nhàng. Rồi sau khi máu đã có máu thì chúng ta chỉ cần đâm đưa nhẹ vào đây. Đấy. Thì ngay sau khi có máu thì nó hiển thị kết quả lượng đường huyết của em là 6.2. Trưa này có ăn cơm không? Ăn cơm thì lượng đường huyết 6.2 để nằm ở mức bình thường. Chung là cũng không cần căng thẳng về chuyện đo đường huyết đâu. Đó, thì các bạn có thể thấy là với cái bộ dụng cụ này thì với chiếc điện thoại mà ai cũng sở hữu và một cái phụ kiện khá là nhỏ cùng một số bước thực hiện khá là đơn giản, chưa tới 5 phút là chúng ta đã có thể tự đo được cái lượng đường huyết ngay lập tức ở trong máu. Thì với cái việc sử dụng đơn giản thì mình nghĩ là nó sẽ dễ thao tác hơn rất là nhiều so với lại những cái chiếc máy trước đây. Và nó lại nhỏ gọn, có thể được đem đi khá là nhiều nơi và có thể kiểm tra ở bất kỳ đâu, bất cứ thời điểm nào. Mặt khác thì từng cái lần đo cũng như là từng cái kết quả nó sẽ được lưu vào ở trong cái app này. Và khi mà cần thì chúng ta có thể là xem lại hoặc là đưa cho bác sĩ để họ xem. Đó thì cũng khá là tiện lợi. Tương tự như vậy với cái chiếc máy kia thì nó hoạt động một cách độc lập và nó không có cần cái smartphone. Rõ ràng với cái việc sử dụng khá là đơn giản vậy, thời gian cũng khá là nhanh và nhiều tiện ích vậy, tôi nghĩ là nó khá là thích hợp để mà trang bị ở mỗi nhà, đặc biệt là những nhà có những người mà đã có tiền sử bệnh tiểu đường và có nhu cầu phải theo dõi cái lượng đường huyết một cách liên tục nhằm đưa ra cái hướng xử lý nó kịp thời. Còn bây giờ thì mình là Nd Minh Đức, tinh tế.vn. Còn đây là bệnh nhân Diễm. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.